Và mở đầu là phần tin thế giới thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là quân đội Syria tuyên bố giải phóng Aleppo. Sáng ngày 13 tháng 12, quân đội Syria đã đạt được bước tiến quan trọng nhất khi đánh bật những tài súng phiến quân tử thủ cuối cùng ra khỏi đông Aleppo. Chính thức giải phóng thành phố lớn nhất Syria trước chiến tranh này. Chính phủ Syria đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad đã chúc mừng các binh sĩ Syria sau khi tuyên bố giành chiến thắng ở Aleppo. Trong một hình ảnh do đài truyền hình Syria Sana phát đi, người ta thấy người dân thành phố Aleppo đã đổ ra đường nhảy múa bắn súng lên trời để ăn mừng. Trước đó thì Trung tướng Zayt al Saleh, Giám đốc Ủy ban An ninh Syria, nói với các phóng viên ở quận Sheikh Said, đông Aleppo rằng phiến quân có ít sự lựa chọn hoặc phải đầu hàng hay là chết kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2000, à, 2000, thưa quý vị, ngay trước chiến thắng thì có khoảng từ 10.000 đến 13.000 thường dân đã được quân đội Syria cũng như Nga hỗ trợ rời khỏi thành phố. Trong suốt cuộc chiến Aleppo, các quân đội Syria và đồng minh từng nhiều lần kêu gọi người dân ra khỏi khu vực có chiến sự và xây dựng các hành lang nhân đạo để đưa người dân ra khỏi thành phố một cách an toàn. Tuy nhiên, các nhóm khủng bố tại Aleppo đã ngăn cản người dân thoát ra khỏi thành phố và chi phối họ bằng nhiều cách để dùng họ làm lá chắn sống. Và bản tin tiếp theo nói về ISIS chiếm kho vũ khí của Nga tại Syria. Thưa quý vị, các tay súng của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng là ISIS vào ngày 12 tháng 12 đã mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Nga và Syria ở ngoại ô thành phố Palmyra, và chiếm một lượng lớn vũ khí của Moscow tại nơi đây. Theo trang tin Iran News, các tài súng ISIS đã tấn công căn cứ không quân T4 bằng pháo cối, rocket và súng máy hạng nặng. ISIS đã phá hủy ít nhất 3 máy bay quân sự tại căn cứ không quân T4 và chiếm một vài khu vực tại căn cứ này sau khi đụng độ với quân đội chính của chính phủ Syria. Nhà hoạt động truyền, truyền thông Amro O. Hussein, Dẫn nguồn tin quân sự cho biết, còn theo trang của Think Decor, sau khi tràn vào căn cứ T4, ISIS đã chiếm được một số lượng lớn vũ khí của Nga tại căn cứ này. Trong đó có nhiều loại tên lửa đất đối đất cũng như các rocket chống tăng và phòng không. Trước đó, những đoàn xe chở các chiến binh ISIS đã được yểm trợ bằng các xe tăng chiếm được của quân đội Syria đã khiến cho sư đoàn xe tăng số 11 của quân đội Syria phải chấp nhận từ bỏ giao lộ chiến lược trò và từ đó ISIS thẳng tiến tới căn cứ không quân T4. Các nguồn tin quân sự của DEPCA cho hay rằng lực lượng Nga đã nhanh chóng sơ tán khỏi căn cứ không quân này, cũng như khỏi Palmyra sau thất bại nặng nề nhất của quân đội Nga trong cuộc chiến chống ISIS tại Syria. Giới quân sự tại Moscow cho rằng quân đội Nga đã phải đối mặt với nỗi hổ thẹn lớn ở Palmyra, thưa quý vị. Và sau đây là bản tin nói về Liên Hợp Quốc tri ân những đóng góp của Tổng thư ký Ban Ki-moon. Đại hội đồng Hợp Quốc ngày 12 tháng 12 đã tổ chức lễ tri ân Tổng thư ký Ban Ki-moon vì những đóng góp không mệt mỏi của ông cho nhân loại. Cũng như đã trong suốt 10 năm qua, trước khi ông chuyển giao công việc cho người kế nhiệm là Antonio Guterres, Thay mặt đại hội đồng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thư ký Ban Ki-moon vì những đóng góp của ông cho Liên Hiệp Quốc. Global Times dẫn lời Chủ tịch Đại hội đồng Peter Thompson phát biểu tại lễ tri ân Tổng thống, Tổng thư ký Ban Ki-moon tại trụ sở Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Thưa quý vị. Trong suốt 10 năm qua, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lãnh đạo Liên Hiệp Quốc dựa trên nguyên tắc nhất quán vì những điều tốt đẹp với sự chuyên nghiệp tận tụy và phụng sự không mệt mỏi cho nhân loại. Ông Thompson nói, sau khi Đại hội đồng gồm 193 quốc gia thành viên thông qua nghị quyết, ghi nhận những đóng góp quan trọng và những thành tựu nổi bật của ông Ban Ki-moon trong hai nhiệm kỳ làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Trong bản danh sách dài về những thành tựu của ông Ban Ki-moon, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đề cập đến ba thành tựu nổi bật gồm nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng thống, của Tổng thư ký trong việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu với thành quả đạt được là Hiệp định Paris được thông qua và đưa vào thực tiễn. Tầm nhìn và quyết tâm của ông trong việc xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng và an toàn hơn thông qua việc thực thi chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững cũng như sự ủng hộ của ông đối với vấn đề bình đẳng giới. Trong đó có việc thành lập cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ hay còn được gọi là Tổ chức Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc. Về phần mình, ông Ban Ki-moon cho biết, được phục vụ trong vai trò tổng thư ký của tổ chức lớn như Liên hiệp quốc là một đặc ân suốt đời đối với ông. Cũng theo tổng thư ký sắp mãn nhiệm, nhiệm kỳ của ông đã phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ thời đại suy thoái, sự bùng phát của các cuộc nổi dậy và xung đột cùng con số kỷ lục người dân chạy trốn khỏi chiến tranh, áp bức và nghèo đói. Cũng trong ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Antonio Villarares, người đã đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký Liên hợp quốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Phát biểu tại buổi lễ, ông Villarares cho biết Liên hiệp quốc phải nhận ra những thiếu sót của mình và cải cách đường lối hoạt động, đồng thời chỉ ra việc không thể ngăn các cuộc khủng hoảng xảy ra là một yếu kém. Tiếp theo phần tin thế giới thưa quý vị, Tổng giám đốc IMF hầu tòa vì cáo buộc tắc trách. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, gọi tắt là IMF, Christine Lagarde ngày 12 tháng 12 đã phải hầu tòa do liên quan đến cáo buộc tắc trách khi còn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp năm 2008. Trong vụ xét xử kéo dài 7 ngày tại một tòa án ở Paris, bà Christine Lagarde phải đối mặt với cáo buộc đã có hành vi sơ xuất gây thiệt hại hàng trăm triệu mỹ kim cho ngân sách chính phủ pháp trong thời gian làm bộ trưởng kinh tế và tài chính của nước này. phiên tòa liên quan đến vụ hòa giải và bồi thường 425 triệu euro cho doanh nhân Bertrand Thape vào năm 2008. Trước đó, ông Thape khởi kiện ngân hàng quốc doanh Credit Lyonnais gọi tắt là CL vì cho rằng ngân hàng này trục lợi từ việc hai lần bán tập đoàn đồ thể thao Adidas của ông. Chính phủ Pháp đã nhận thanh toán cho ông Taipei 135 triệu euro tiền bồi thường do hãng CL đang bên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên phán quyết này của tòa bị vô hiệu hóa sau khi phạm phúc thẩm. Khi đó trong vai trò Bộ trưởng Kinh tế Pháp, bà Lagarde đã đưa ra vụ việc một ủy ban trọng tài. Theo đó thì quyết định bồi thường cho ông Taipei 293 triệu euro, cộng thêm các khoản lãi suất. Trong phiên tòa này, hội đồng đặc biệt, bao gồm quan tòa và các nghệ sĩ Pháp sẽ xem xét liệu có phải bà Lagarde đã sơ suất khi quyết định đưa ra vụ án này đến Ủy ban trọng tài và dùng ngân sách nhà nước để bồi thường một khoản tiền lớn như vậy hay không. Cho đến nay, bà Lagarde phủ nhận các cáo buộc cho rằng bà tắt trách. Bà cho biết đã rất là sốc trước những cáo buộc này. Và bà cũng sẽ tạm nghỉ việc ở IMF trong thời gian tham gia phiên tòa, kéo dài đến ngày 20 tháng 12. Luật sư của bà đang yêu cầu hoãn phiên xử do cuộc điều tra độc lập về vụ việc dẫn được tiến hành và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu được xác định là có tội, bà Lagarde phải đối mặt với án tù là một năm. Vẫn trong phần tin thế giới, thưa quý vị, Nga chỉ trích Hoa Kỳ về việc để mất thành phố Palmyra vào tay ISIS. Theo IP thì đưa tin vào ngày 12 tháng 12, phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov cho biết thái độ không sẵn sàng của Hoa Kỳ để làm việc với Nga ở Syria đã góp phần khiến cho thành phố cổ Palmyra ở Syria rơi vào tay tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nói rằng Mỹ không muốn hợp tác, đồng thời cho rằng sự hợp tác có thể cho phép ngăn ngừa hiệu quả hơn những cuộc ngăn ngừa như vậy từ những kẻ khủng bố. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Syria cho biết đã kiểm soát 98% phía đông thành phố Aleppo ở tại Syria, đồng thời chỉ còn lại một vùng nhỏ có phiến quân và dân thường. Trong một thông cáo, quân đội Syria cho biết các lực lượng thân chính phủ đã kiểm soát khu vực al một trong những vùng lân cận lớn nhất ở phía đông Aleppo. Vốn đã bị các tay súng phiếu quân chiếm đóng từ năm 2012 thưa quý vị. Và sau đây là bản tin liên quan đến Hồng Kông. Hồng Kông bắt giữ 29 người liên quan tham nhũng. Thưa quý vị, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông gọi tắt là ICAC đã bắt giữ 29 nhân viên và cựu nhân viên các tổ chức tài chính bị tình nghi có liên quan đến cáo buộc, tiết lộ các thông tin mật của khách hàng. ICAC vào ngày 12 tháng 12 cho biết là đã bắt giữ 29 người, bao gồm nhân viên và cựu nhân viên của 4 ngân hàng, cũng như một tổ chức tài chính với cáo buộc là nhận hối lộ. Những người này bị tình nghi đã cố ý tiết lộ các thông tin mật của khách hàng cho các tổ chức cho vay các nhân khác và cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 vừa qua sau khi ICAC bắt giữ 3 quản lý và 18 nhân viên, cũng như cựu nhân viên bán hàng của một ngân hàng. Ngoài ra, một quản lý và 5 nhân viên, cựu nhân viên của 3 ngân hàng khác cùng với hai nhân viên của một công ty tài chính cũng đã bị bắt giữ. ICAC không tiết lộ tên của các tổ chức tài chính và các cá nhân bị bắt giữ. Và thông báo của ICAC được đưa ra sau khi tập đoàn tài chính DBS hôm 9 tháng 12 cho biết, họ đã báo cáo chính quyền về các sự việc bất thường liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng. Nhật báo Apple của Hồng Kông trước đó đưa tin các dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng đã bị rò rỉ và được chuyển tới một trung tâm marketing qua điện thoại tại Trung Quốc. ICAC cho rằng lãnh đạo các ngân hàng có thể đã nhận hối lộ để tiết lộ các thông tin của khách hàng. Cơ quan này cũng cho biết là các tổ chức tài chính liên quan đến vụ việc đang hợp tác rất tốt với cơ, cơ, cơ quan điều tra. Thưa quý vị. Bản tin nói về Trung Quốc và Mexico thắt chặt quan hệ sau khi ông Trump đắc cử. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc là Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mexico Claudia Ruiz Massieu vào hôm qua có cuộc gặp gỡ tại Mexico thảo luận về tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư. Giới quan sát cho rằng, Mexico đã tìm ra cách giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Hoa Kỳ và nỗi lo về việc tiếp cận với đối tác kinh tế số 1 này đã sẽ bị hạn chế bởi các chính sách dưới thời ông Trump. Người cam kết bảo vệ việc làm cho dân Hoa Kỳ trước các lao động đến từ nước ngoài. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Mexico, ông Dương Khiết Trì đã tới gặp Tổng thống. Nước chủ nhà là Enrique Pena Nieto, Mexico hồi cuối tuần trước cho phép tập đoàn dầu khí ngoài khơi Trung Quốc khai thác hai lô dầu khí nước sâu trong buổi đấu giá được cho là lịch sử về cải cách năng lượng. Mối quan hệ Trung Quốc-Mexico đã trở lại. Đó là giáo sư Evan Ellis, chuyên gia của Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về sự hiện diện của Bắc Kinh tại châu Mỹ Latin, đã cho biết. Và ông Donald Trump đắc cử mối đe dọa đối với Hiệp định Mậu Dịch Tự do Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA có lẽ là một trong những nguyên nhân để Tổng thống Pena Nieto đa dạng hóa các cam kết tinh tế đối ngoại. Ellis nói thêm, và ông Trump từng cam kết sẽ đàm phán lại hoặc loại bỏ NAFTA, một hiệp định thương mại quan trọng với Mexico, trong đó bao gồm Hoa Kỳ và Canada thưa quý vị. Và vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin thế giới sau một vài thông tin thương mại thì ngọc thủy sẽ trở lại với quý vị trong phần tin hoa kỳ